Chào cả nhà, hôm nay là mình sẽ thực hiện cái bộ nail với cái màu pink này nha. Cái màu pink nằm trong cái collection 200 màu số 15 đó. Và một cái màu, đây là cái màu này là nằm trong cái collection màu nude nha. Hi Fantoni. Đây là cái bộ dip ha. Hôm nay là mình sẽ dip với cái powder của Just Nail. Hôm nay mình sẽ sử dụng có là 3 cái tông màu nha. Gồm có sắp white, màu light pink, với lại cái màu này là số 15. Số 15 này nằm trong set 200 màu nha các bạn. Màu rất là dễ thương nè. Mọi người hết cùng xin share cái like này nha. Và mình đắp nhiều rồi, hôm nay mình sẽ dip nha. Bạn nào có sử dụng cái bộ dip của Just Nail á thì nó rất là tốt ha, và nó không có khô nhanh quá và không có khô chậm quá, nó vừa cái thời gian để cho các bạn dễ dip ha. Đây là cái bộ nail dip, khi mà các bạn dip cái hết khô đối với cái bộ nail dài vậy á, mình phải đớp total của mình là không được dưới là 10 lớp nha. Đối với cái lớp clear thôi là mình sẽ sử dụng là tới 5 lớp lận. Như vậy á, cái bộ nail dài như vậy nó mới last long nha. Vì nếu mà mình đắp mỏng, dip mỏng quá thì là hạ cái móng của người khách rất là dễ gãy. Đối với cái móng dài như vậy nè, mọi người có thấy rõ không? Hi Fantoni là cái sản phẩm Just Nail chưa có bên Việt Nam nha. Nhưng mà hiện tại là công ty Just Nail là có ship ra nước ngoài ha. Mình có ship qua bên UK, Canada, Hà Lan, Thụy Điển và Úc nha. Và các bạn ở nước khác nào mà muốn order sản phẩm thì cứ gọi về trong công ty hoặc là vào cái nhắn tin cho cái bên Facebook là Just Nail Supply nha. Và bên Just Nail cũng có cái page ở trên Instagram đó, cũng là Just Nail Supply luôn ha. Các bạn có thể tham khảo những cái sản phẩm bên đó. Rất là dễ thương ha. Cái ngón này là Christine dip hai màu, sử dụng cái màu light pink với cái màu số 15 ha. Sau đó là mình sẽ để cái làm một lớp golden peach lên. Các bạn thấy rất là dễ thương ha. Sau đó mình sẽ trang trí thêm, và cái ngón này cũng vậy nữa. Còn cái ngón này thì mình có sẽ sử dụng cái golden peach với lại cái màu số 15, và đây là cái màu golden nha. Cái những cái kim tuyến lớn này là golden nha, là cái 02. Thì các bạn nào có order thì mình lên website nha, order những cái kim tuyến này về. Mình có thể làm ra rất là nhiều bộ nail dễ thương ha, nhìn rất là sang ha. Các bạn thấy không, dip nhưng mà cũng phải đủ cái độ dày cho cái người khách nha. Đây là cái chai số 2 mà Christine sẽ sử dụng cho cái dip nha. Thì trước khi dip thì mình sẽ lót cái nền trước nha. Mình sẽ tạo nền trước, vì đối với cái móng dài á thì tốt nhất là mình sẽ tạo nền trước và mài cho nó bằng đã nha. Sau đó mình mới dip cái màu lên, vì khi mà mình dip clear á, những cái chỗ mà giống như lõm á, cái móng á, thì mình có thể là che lấp và mình dụa cho nó bằng lại, sau đó mình mới dip màu nha. Còn nếu mà mình dip màu trực tiếp lên á thì cái độ dày của nó không có đủ, và cái độ màu của nó á, khi mà mình dụa nó sẽ bị mất sấp. Đó, mình sẽ đi 80% thôi. Đó, cái lớp đầu tiên á thì mình sẽ đi cho nó vừa tới thôi nha. Thì đối với cái móng dài á, thì đối với cái móng dài quá thì mình sẽ sử dụng một cái muỗng để múc nha. Đây mình múc trước nè. Vui phải. Móng dài quá thì mình có thể là sử dụng một cái muỗng nha. Mà hầu như cái bộ nail này là Christine sử dụng muỗng không, tại cái này nó dài quá.
cái phần clear này á, tùy theo cái độ dày của móng đó thì mình có thể là tạo cho nó thêm nhiều lớp nha, tùy theo cái độ dài của móng đó. À, nếu mà mình để mỏng quá cái độ đối với cái độ dày như vậy á thì nó sẽ bị gãy nha. Đây là cái clear của Just Nail, mình có thể là vừa đắp vừa dip luôn nha. Đó, mình sẽ vùi sạch nha. Hello Tracy, hi Abba, hi Giang Nguyễn, hi Cindy. Chào mọi người nha. Mọi người hết Christine chia sẻ cái like này nha. Và khi mà mình tiếp tục dip thì mình sẽ dip, mới bắt đầu á thì mình sẽ dip 80% clear thôi. Cái lớp thứ hai thì nếu mà mình đi tiếp tục đi á thì mình sẽ dip 70 hoặc 60% ha. Và nếu mà càng nhiều lớp á thì mình sẽ dip cho nó càng xuống nha. Đó, cái nếu mà lớp thứ hai mà mình còn dip cái 80% á thì cái chỗ đường nối đó nó dày lắm. Khi mà mình dip tới cái lớp này á, là lớp thứ ba rồi. Đó, mình sẽ đi tới 60% thôi và mình sẽ không có quét tới hai bên nha, để tạo cho cái độ cong của móng và hai cái bên không có bị dày nữa. Đó, mình sẽ đi xuống 60% nè, sau đó mình sẽ chừa lại, mình sẽ đi chính giữa thôi ha. Mình sẽ tạo cái độ tròn cho cái móng giống như là mình sơn cái nước sơn như vậy đó. Đối với cái móng dạ vậy, khi mà mình quét cái lớp số 2 á, thì mình sẽ quét dày chút xíu ha, để cái độ dày cho cái móng á, nó nhanh hơn nữa. Còn nếu mà mình quét mỏng á, thì mình có thể làm thêm 1-2 lớp. Còn nếu mà mình quét dày á, thì mình sẽ tiết kiệm thêm tiết kiệm được 1-2 lớp nha. Vì cái keo nó dày thì nó lấy nhiều bột đúng không? Còn nếu mà mình quét mỏng á, thì keo nó lấy cái bột nó sẽ ít hơn đó, nên là bắt buộc mình phải làm thêm lớp nha. Ừ, cái đèn nó tắt rồi. Đó, nên nó nếu mà cái móng mà dài quá hoặc lá gì đó, mình có thể sử dụng cái muỗng nha. Hai Timmy Hoàng, hai Cindy Hiếu Huỳnh, hai chị Diễm Trần. Đó, cái ngón tay người khách này vàng á, vì khi mà các bạn làm những cái màu bột á, mà nó có màu đậm á, giống như màu vàng, màu xanh lá cây đậm á, thì mình nên những cái màu đậm này á, mình nên lót một lớp bột clear nha. Nếu không á, khi mà người ta khách tháo móng á, thì những cái màu đó nó sẽ bị ăn vô cái móng đó, nó làm cho cái móng của mình nó bị vàng nha. Hi Mary, hi Kendall, hi Nelly. Sau đó mình sẽ phủi sạch nha. Và mình sẽ đi thêm 2 lớp nữa nha, cho cái móng của mình nó có thêm cái độ cong. Timmy Lai, hai cả nhà, hai Timmy. Đó. Rồi sau đó khi mà mình đi thêm cái lớp số 4 nữa thì mình sẽ đi là 40% thôi. Đó. Và kéo xuống ha. Số 4 hả? Có số 4 hả? Ừ, đi lớp số 4 luôn. Tại vì á, mình sẽ tạo được cái độ cong cho cái nền chính giữa đó. Vì cái móng này nó quá dài nên là mình sẽ đi total của mình là sẽ đi 5 lớp clear nha. Đó, mình càng đi tới cái lớp sau á, thì cái độ quét keo của mình á, nó sẽ không có qua tới hai bên nha. Các bạn thấy không? Rồi, cô xin sẽ để gần chút xíu ha, chia sẻ ha. Đây, khi các bạn thấy không? Đó, lớp thứ nhất, lớp thứ hai và lớp thứ ba, các bạn thấy không? Đó, mình thấy cái ba nước này đúng không? 1, 2, 3 đúng không? Đó, khi mà mình đi càng đi thêm nhiều lớp á, thì cái độ mà phần trăm á,
thì mình sẽ xuống, đúng không? Và cái hai bên thì mình sẽ không có cho nó ra tới hai bên nha. Như thế thì hai bên nó sẽ bị dày và mất xếp nè, thấy không? Đó, từ từ sau đó mình sẽ kéo xuống, các bạn thấy không? Đó, thấy chưa? Càng đi nhiều lớp và cái lớp cuối cùng nhất thì mình sẽ cho nó nằm chính giữa hết. Đó, thấy không? Các bạn thấy có độ cong không? Đó, khi mà nó đã có độ cong như vậy á, và mặt móng của mình nó đều hẳn rồi đó, sau đó mình sẽ để cái lớp số 3 nha. Mình để cái lớp số 3, sau đó thì mình sẽ mài cho nó bằng phẳng, sau đó mình mới đếp cái bột màu nha. À, tại sao là cô xin chọn cái cách mình sẽ đếp những cái clear này trước cho nó mặt móng nó bằng phẳng, sau đó mình sẽ dụ sơ qua cho nó bằng phẳng đá, cho nó smooth đã, mình mới đi cái màu. Vì cái màu nếu mà các bạn mà mình làm cho cái mình đi bằng cái màu để cho nó bằng phẳng sau đó dụ á, thì lát nữa là cái cơ hội mà cho cái màu nó mới sắp á thì nó rất là nhiều á, nên là mình sẽ làm sao cho cái mặt móng của mình á nó bằng phẳng, nó smooth đã, sau đó mình mới đi màu. Vì khi mà đi màu xong á là mình sẽ không có dụ nhiều nha, vì cái mặt móng của mình ở đó đến khi mà mình lớp dip cái bột màu á á thì nó sẽ smooth rồi và mình không có cần dụ lại nữa. Ok, bây giờ là mình xong cái lớp bột clear ha. Đây các bạn thấy không? Đó, mình sẽ phủi sạch ha. Đây nè. Đây ha. Các bạn thấy nó có cái độ cong không? Đó, mà bây giờ mình phải mài lại cho nó smooth đã. Đó. Đây ha, các bạn thấy không? Một lớp nè, hai lớp, ba lớp và bốn lớp nha. Các bạn thấy không? Bốn lớp vì Christine á sơn cái lớp số 2 dày hơn á, nên là cái độ bám bột nó sẽ nhiều hơn nha. Đó. Còn nếu mà các bạn mà quét mỏng á thì mình có thể là đi 5 hoặc 6 lớp tùy theo cái cách mà bạn lấy thêm bột ha. Còn cái này là bốn lớp nè, các bạn thấy không? 1 2 3 4 nè. Đó, là nó đã có cái độ dày và độ cong như vậy ha. Khi mà nó đã có cái độ cong mà vừa ý của mình á, so với cái độ dày như vậy á, thì mình sẽ đi cái lớp số 3 nha. Đây, cái lớp số 3 nè. Cái số 3 là activator làm cho cái bột của mình nó khô nha. Đó. Thì Christine chia sẻ cái này các bạn có hiểu không? Có dễ hiểu không? Đó, đây là cái cách dip của Christine ha. Đây thì mình sẽ show lại cho các bạn thấy nè. Các bạn thấy không? Khi mà đi lớp đầu tiên á là Christine đi là 80% đúng không? Đó, sau đó đi tới cái lớp thứ hai là Christine sẽ đi là 70% thôi. Và lớp thứ ba Christine sẽ đi là 60, và càng xuống thì cái độ phần trăm thì nó càng ít. Và cái hai bên á, nhá, các bạn thấy không? Ở 80% là Christine sẽ đi ra tới ngoài móng, 70% vẫn đi tới ngoài móng, và tới cái 60% á, Christine không có đi tới ngoài móng nữa. Và 50% càng đi thêm nhiều lớp thì mình cái độ hai bên á mình sẽ càng rút về. Đó, vì mình nếu mà mình đi nhiều quá thì cái hai bên nó dày lắm. Đó, nó sẽ không có độ cong và nó có bè đúng không? Đó, nên mình sẽ làm sao cho nó có độ cong nè ha. Sau đó mình sẽ đi cái lớp số 3 nha. Với lại tùy trường hợp là cái người khách của mình á, nó làm á, nhiều khách á thì cái móng nó bị lõm ha. Và cái nhiều khách á thì nó có độ cong, nhưng mà hôm nay á cô xin làm chúng cái người khách này á, cái người khách này cũng có thêm cái độ cong nữa, nên là cô xin không có cần mất nhiều thời gian để tạo độ cong cho cái người khách ha. Còn nếu mà cái móng mà lõm quá thì mình sẽ đi thêm có thể là 1-2 lớp nữa để cho cái móng có độ cong hơn. Đó, tùy theo cái móng nên là mình có thể đi nhiều hoặc là ít. Đó, quan trọng là tùy theo cái độ dài và cái mình cảm thấy nó phù hợp là được. Mình sẽ cho nó khô chút xíu ha, và cùng ngắm lại cái bộ nail mà Christine đã làm xong một bên đây nè. Đó, mình sẽ sử dụng cái Golden Pick ha. Golden Pick đó là 08 và có đã available trên website ha. Và có sử dụng là cái Golden là 02. Đó, Golden 02 các bạn thấy không? Rất là dễ thương ha. Rất là sáng, các bạn thấy nó sáng không? Đó. Đó, khi mà mình làm xong cái ombre như vậy đó, sau đó mình sẽ quét cái Golden Pick lên ha. Lát nữa là Christine sẽ chia sẻ cái cách mà mình quét cái Golden Pick làm sao cho nó đẹp và nó tiết kiệm ha.
rất là dễ thương. Đó, bộ nail rất là đơn giản, mình chỉ cần phối hợp cái màu và sử dụng những cái mình có sẵn thôi là mình sẽ tạo ra được cái bộ nail. Đó. Okay, here. Nào, bắt xuống. Ok, bây giờ thì cái móng đã khô rồi, mình sẽ dụa sơ cái shape ha. Và mình dụa sơ cái shape và mình dụa thêm cái mặt móng cho nó smooth đã. Các bạn thấy không, bây giờ nó có cái độ cong đúng không? Nhưng mà mình phải mài lại một chút xíu nha. Hai cái ồ. Hai đứa nào vũ, hai mọi người khỏe không? Đó, khi mà mình dụa shape thì mình sẽ dụa mình sẽ dụa cho nó ra một cái shape luôn nha. Nếu mà hồi nãy á, mình làm càng cái lớp sau càng, nếu mà mình ra hai bên á, thì nó cái độ dày nó nhiều lắm đó, nó sẽ không có đủ độ cong nha. Nên bây giờ hồi nãy là Christine làm á, càng cái lớp sau á, thì mình càng rút lại đó, nên là nó sao biết hay vậy, đang thiếu nước. Nếu mà mình làm cái lớp, mình lót cái lớp nền. Ôi trời, sorry mọi người nha. Em thấy được quá. Thì khi mà mình càng dip cái bộ móng càng dài á, thì á, mình sẽ tùy theo cái độ dài và mình đi theo thêm cái clear nha. Thường á, nếu mà một bộ móng dài như vậy á, là đến khi mà mình hoàn chỉnh á, luôn cái màu và cái clear á, là mình sẽ thấu thù là không trên dưới là ha, không dưới là 10 lớp nha. Đây là cũng tùy theo cái độ dài của móng nữa. Why is it the because the last time we did the yellow color, that's why when the when we do the dark color, we need the do the one layer clear first. So the last time clinic do for her, no apply the clear first. That's why when her remove do the new set, the yellow stay on her old nail. Mm-hmm. So that's why if we see the old the dark color, we need to apply the one layer clear first. Khi mà các bạn á, mà sử dụng cái bột màu á, trên tay người khách á, nếu mà cái người khách đó mà sử dụng những cái màu đậm á, giống như màu vàng đậm hay là những cái màu xanh lá cây, màu blue đậm á, thì mình nên lót một lớp màu clear đầu lớp trước nha, sau đó mình mới để cái màu lên á. Vì nếu mà mình không để thì khi mà khách tháo móng á, cái màu nó sẽ ăn vào cái móng thịt của người khách nha. Nên khi đối với những cái màu lợt thì không sao, nhưng mà những cái màu đậm á, vì cũng tùy theo cái pigment nữa, chứ không phải là cái màu nào nó cũng bị. Ôi trời, tự nhiên là hả, tới khi làm live thì nó bị ho là sao ha. Đó, bây giờ mình sẽ mài sơ cái mặt móng cho nó bằng phẳng một chút xíu nha.
sau đó mình sẽ tiếp cái màu lên. Đối với cái dip á, thì mọi người nó có một cái cách dip khác nhau, nhưng mà khi mà mình dip á, khi mình dip theo cách nào cũng được đó, miễn sao là khi mà mình làm ra cái sản phẩm á, nó đủ nó clean nè ha, nó gọi là sạch sẽ đó, mặt móng nó bằng phẳng và cái độ dày vừa đủ cho cái nail đó là được nha. Không, khi mà mình mài xong nè ha đó, khi mà mình mài xong mà những cái móng, cái mặt móng nó đã mịn vậy nè ha, thì khi mà mình dip lên đó là mình không có cần dụ nhiều nữa. Đó, Christine đang sử dụng cái cây phá treo nha. Cây này phá treo mình cũng có thể là phá bột mỏng nữa, nên là rất là tiện lợi khi mà mình xài ha. Để Christine mua cái camera luôn. Thank you Thiêm Hoàng, Thiêm Hoàng nha, Thiêm Mi Hoàng. Không sao hết á, khi mà ghiền giọng nói của Christine á thì mình cứ xem live đi. Nhiều khi á hả, các bạn khi mà mình làm tới cái gì á, mình có thể là họ nhớ tới cái giọng nói á. Mình mài cho nó mặt móng nó mịn, sau đó mình mới dip cái lớp màu lên nha. Vì khi mà mình dip cái lớp màu lên đó là mình sẽ không có dụ nhiều nữa. Vì nếu mà cái lớp màu mà mình dụ nhiều quá thì nó sẽ mất cái màu, đúng không? Và tùy theo cái màu ha. Nếu mà cái màu mỏng quá, cái màu lợt quá thì mình sẽ dip 3 lớp nha. Còn nếu mà cái màu mà hả nó đậm ở đó, nó đã đều đó thì mình không có cần dip nhiều. Mình chỉ cần dip 2 lớp màu thôi. Vì khi mà Christine làm theo cái bước mà hả, gọi là khi mà Christine dip cái màu xong á là nó đã hoàn chỉnh cái nail cho mình nha. Đó, mình sẽ mài cho nó mặt móng mịn ha. Sau đó mình mới đi cái màu. Thank you Timmy Hoàng nha. Đó, và bây giờ mình sẽ đi cái khi mà các bạn làm mình cắt móng xong, mình vũa xong, mình cắt bột lên thì nó bị Khi mà mình vũ xong cái lớp bột kia á thì mình nên đi lại một lớp cái số 1 nữa nha. Đó, vì lúc trong cái thời gian mà mình vũ á, có khi mình vũ bỏ cái lớp đó thì nó một phần nào đó nó sẽ làm cho cái móng của mình không có last long, đúng không? Mình sẽ để lại cái bon số 1 nha. Đó, bây giờ mình sẽ đi mà mình sẽ đi coi lại một lần ha, cái màu mà mình sẽ đi nè, mình sẽ có số 15 nè ha. Để Christine làm cao một chút xíu ha. Đó, giờ mọi người thấy rõ hơn không? Đó,
Rồi mọi người có thấy rõ không? Thấy rõ chưa? Đó, chắc thấy rõ rồi ha. Hi Sancha. Hi Isabel. Bây giờ là mình thấy rõ rồi ha. Đó, mình sẽ bắt đầu đi cái màu. Khi mà mình đi cái âm ray á, thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà hả Christine đi cái âm ray luôn. Đây là cái chai số 2 ha, chai dip số 2 của Just Nail nè. Đó. Rất là dễ sơn nha. Đây mình có là sử dụng cái màu light pink. Rồi mình có thể sử dụng thêm cái màu số 15 trong cái set 15 màu. Giờ mình bắt đầu đi ha. Đó, lớp thứ nhất thì mình sẽ đi là 85% ha. Đây, 85% và mình sẽ đi ra tới hai bên luôn, đúng không? Đó, đối với cái móng dài vậy thì mình rất là khó ha, nên mình sẽ sử dụng một cái muỗng nè. Đó, mình sẽ múc cái bột của mình đó, từ trên xuống dưới, thấy không? Thì như vậy thì nó sẽ đi lại. Nó không có bám vô được. Từ khi bay mà nó không có bám thì khi mà mình sơn màu lên thì nó sẽ bị đục. Cái đường vàng ở tay khách á là do lần trước á khách ở tiệm nào làm á, đối với cái bột màu á thì cái người thợ đó là quên lót một lớp bột clear, nên là cái màu vàng á thì thường á tùy theo cái màu vàng nó đậm quá nên là nó ăn vô cái móng thịt của người khách. Đó, nên là khi mà các bạn mà làm trúng cái màu vàng hay là những cái màu khác mà nó cảm thấy nó đậm á thì mình nên là cho một lớp bột clear trước khi mà mình đắp cái màu lên nha. Hello cả nhà. Ok, hello em. Cái lớp thứ hai thì mình sẽ đi tới 95% nha. Đó, và đi cho cuticle nó tròn. Đó, đi từ từ nha. Đó, mình sẽ đổ từ trên xuống dưới nha. Đó, mình sẽ cho nó. Thì Christine sẽ làm từng ngón nha, vì những cái ngón này của Christine là có design. Đó, nên là Christine sẽ làm từng ngón nha. Đây ha, các bạn thấy không? Đó, cái màu nó đã chưa có đều lắm thì mình sẽ thêm một lớp nha. Lớp này mỏng thôi. Đó, các bạn thấy không, khi mà mình làm cái nền á là cái lớp base clear của mình nó đều á, thì đến khi mà mình dip á cái màu của mình á nó không có bị cái màu của mình nó không có bị gồ ghề ha. Khi mà mình dip xong như vậy là nó đã gần như là đã hoàn chỉnh được cái móng rồi, đúng không? Đó, thì bây giờ là Christine chia sẻ cái cách mà mình gắn những cái kim tuyến này ha. Thì mình có thể là design trên cái nền dip luôn nè. Hi, thank you. Đó, mình có thể kiếm cái clear ha. Clear bên Just Nail là mình có thể vừa dip vừa đắp luôn nè. Đó, bây giờ là mình sẽ sơn một lớp mỏng nha. Đây là cái lớp mình sẽ sơn cho nó thật là mỏng thôi. Cái lớp này mình sơn cái lớp keo nè, keo dip cho nó thật là mỏng thôi. Sau đó mình sẽ dùng cây cọ của mình á ha, mình lấy một chút xíu nào, các bạn thấy không, cái kim tuyến đúng không? Đó, tùy theo mình muốn đi như thế nào, sau đó mình sẽ ịnh những cái kim tuyến của mình lên trên cái mặt móng, đúng không? Vì cái mặt móng của mình nó có số 2, nó thuộc là dạng keo đúng không, thì nó sẽ dính. Các bạn thấy nó dính không? Tùy theo nên là hả mình thích mình cho nó như thế nào thì mình sẽ cho nó vào đó nha. Các bạn thấy nó dễ làm không? Khi mà các bạn xong như vậy đúng không, thì mình sẽ lấy cái muỗng đúng không, mình sẽ múc nè, lớp bột clear đổ thẳng vô.
À, các bạn đổ thẳng vô, không? Đúng không? Khi mà đổ thẳng vô thì cái một phần nào đó, đó thì nó sẽ, thấy không? Nó sẽ làm cho cái kim tuyến của mình nó dính rồi. À, rồi sau đó mình sẽ cho thêm một lớp keo và bột clear nữa nha. Vì mình sẽ cover cái kim tuyến lại. Cũng giống như khi mà mình làm bột như vậy đó, mình sẽ cho một lớp bột clear mỏng lên trên cái móng tay nha. Rồi. Đây, mình sẽ cho cái bột clear lên nè. À, các bạn thấy không? Cũng giống như là đắp vậy thôi. Mình sẽ cover cái kim tuyến bằng một lớp clear. À, thì các bạn thấy không, nãy trên dưới á, Christine làm cái bộ cái ngón tay á, là không có được dưới là 10 lớp bột nha. À, từ cái clear tới cái màu á, vì như vậy nó sẽ đủ độ dày cho cái móng last long cho cái người khách ha. À, khi mà mình đã hoàn chỉnh như vậy đó, mình sẽ cho cái lớp số 3 vô. Đó, số 3 vô. À, đây là cách mà Christine design những cái clear hay là bất cứ cái gì mà trên cái mặt móng deep nha. Nên là hả, Xuân Lê, sao em coi trên website không thấy kim tuyến đó? Có nha, cái kim tuyến mà Christine mới vừa sử dụng gọi là golden, gọi là clear số 2 nha. Nó mới update là hôm qua thôi. À, mới update là hôm qua thôi ha. Mình sẽ cho cái số 3 lên. Khi mà các bạn cho số 3, mình nhớ là cho nó thật đều nha. Đó, thật đều hai bên luôn. Thấy không? Đó, vì nếu mà hai bên mà không có cái số 3 thì cái bột của mình nó sẽ không có khô. Các TV đều nó có tác dụng là làm cho cái bột của mình nó khô nha. Hai lỗi Liz, hello hi. À, và cái ngón này thì mình sẽ làm ombre nha. Cái ngón này nè, mình sẽ làm ombre nha. Khi mà ombre thì Christine chia sẻ cái cách mà mình làm ombre luôn. Ok, mình sẽ đi cái màu đậm trước nha. Đây, mình sẽ đi một chút xíu cái màu đậm phần này. Đó, và Christine sử dụng cái tay thôi. Đó. Rồi, mình sẽ đi cái màu light pink vô. Cái lớp này thì mình sẽ đi là 3 lớp nha. Để cho màu của mình nó đều hơn. Đó. Đây là cái lớp thứ nhất nè. Đó. Thấy không? Cái màu nó chưa đều lắm đúng không? Đây, mình sẽ chia sẻ coi cái màu ngón này nữa. Thấy không? Là mọi người thấy không? Đó, khi mà lát nữa là Christine quét cái Golden Pizza số 8 á, thì nó sẽ ra giống như vậy nè. Đó. Rồi, tiếp tục đi cái lớp thứ 2 nha. À, mọi người có thấy rõ không? Rồi, cái lớp này thì mình sẽ đi cái màu lợt trước. Đó, mình sẽ đi cái màu light pink trước nha. Ai về vậy? Không? Rồi, mình đi tiếp tục nè ha. Đi cái màu pink nè. Đó, Christine sử dụng tay luôn ha. Không cần cọ luôn. Đó, mình sẽ làm ombre luôn. Hello Nancy, thank you Timmy. À, mọi người thấy rõ không? À, hôm nay cái cảm thấy là cái màn hình hơi sao á. À, mình sẽ đi cái lớp thứ 3 nha. Đây là cái lớp thứ 3 ha, mình sẽ đi cái màu đậm trước nè. Màu đậm lớp thứ 3 là Christine sẽ không có cho nó lên tới trên. Đó, mình sẽ đi cái màu lợt nhiều hơn cái màu đậm nha. Đúng không? Sau đó mình sẽ phủi nè.
khi mà phủi ra như vậy á thì nó sẽ đều ha. Đó, thì đây ha, các bạn thấy không, cái lớp thứ ba mình sẽ đi cái màu đậm á, thì nó sẽ ít hơn cái màu màu lợt nha. Đó, sau đó mình sẽ phủ một lớp bột clear. This one sapphire. Rồi mình cho nó thêm một lớp bột clear nè. Cái lớp bột clear của mình á có tác dụng là bảo vệ cho cái ombre của mình nha. Đó, vì nhiều khi á, cái mặt móng của mình không có mịn á, đó, mình sẽ làm lớp bảo vệ để cho nó khi mà mình vuỗ nó không có bị mất sắc màu nha. Đó, và nữa là mình bảo vệ cái màu của mình nữa. Đó, mình sẽ cho lớp số 3 vô. Nhớ là đi hai bên cho nó đều nha. Rồi, tiếp tục cái ngón. Ok. Ngón này thì mình sẽ xoay ngược lại ha. Mình sẽ cho cái màu đậm ở trên và cái màu lợt ở dưới nè. Mình luôn luôn là cho cái khi đối với như vậy á thì mình sẽ cho cái màu đậm đi trước nha. Đó, mình sẽ đi 80%. Không, deep ombre thì mình sẽ đi hết nha. Để cho cái màu của mình nó có độ đều nè. Đó, mình sẽ đi tới 95% luôn. Vì khi mà mình deep ombre thì nó sẽ mỏng thôi. Đây ha, mình sẽ đi cái màu đậm trước nè, các bạn thấy không? Đó, mình sẽ đi cái màu đậm trước nha. Rồi, sau đó mình sẽ cho cái màu light pink vô. Đó, mình sẽ tạo phần dưới là nó sẽ lợt hơn. Mình sẽ đi cái màu đậm trước. Oh, thank you em, thank you mọi người. Thank you em là Trung Lê. Thank you. Đó, khi mà mình dip những cái màu lợt với màu đậm á, mình luôn luôn là đi cái màu đậm trước, sau đó mình mới đi cái màu lợt nha. Đó. Rồi mình đi lớp thứ hai. Thường á, những cái màu ombre á, mình nên đi 3 lớp nha, để cho nó cái màu sắc á, nó đẹp hơn. Vì á, khi mà mình làm ombre á, thì mình rải thôi nên nó sẽ mỏng hơn nữa. Đây nè ha, mình đi nè. Luôn luôn là cái chỗ mà đầu tiên nhất thì mình sẽ đi cho nó dày, đậm hơn. Sau đó mình sẽ đi cho nó mỏng từ từ trên xuống dưới ha. Đó, sau đó mình sẽ đi màu lợt nè. Đó. Rồi cái lớp thứ hai các bạn nó thấy nó sẽ khác liền nè ha. Đó, thấy không, cái màu nó đã đẹp rồi đó. Nhưng mà thì mình á, sẽ đi cái màu nó đều hơn nữa. Nên nó thường á, ombre là Christine làm luôn luôn là Christine đi 3 lớp để cho cái màu của nó sẽ đẹp hơn nữa. Đó, màu nó sẽ đều hơn nữa nè. Cái màu của Chanel rất là dễ dip và đắp nha. Thấy không, Christine đắp dip rất là dễ nè ha. Mình làm ombre rất là nhanh. Đó. Rồi, mình sẽ đi cái màu lợt nha. Luôn luôn lớp cuối cùng á, cái màu đậm nó sẽ ít hơn cái màu lợt nha. Đó, để cho hai màu á, nó hòa với nhau hơn. Đó, thấy không? Đó, thì khi mà cái lớp cuối cùng á, Christine sẽ đi là cái màu lợt á, mình sẽ đi là 60% và cái màu đậm á, là 40% thôi. Đó, nếu mà đối với cái màu lợt và màu đậm á, Christine sẽ đi cái màu đậm trước. Đó, các bạn lúc này thấy cái màu nó hài hòa chưa? Đó, Christine không có đi, không chưa có sơn nữa mà cái màu nó ra rất là together, rất là đẹp ha. Đây là cái technique mà Christine chia sẻ mọi người ha, về cái cách mà Christine làm ombre nè. Đó, các bạn thấy nó ra rất là đẹp không? Đó, thì cái này á, đối với cái cách mà làm ombre á, nếu mà các bạn mà không có muốn lót một lớp bột clear á, để bảo vệ cho cái ombre của mình á, thì mình có thể sơn một lớp số 2 vô nha. Đó, đây là cái cách thứ hai mình bảo vệ cho cái ombre của mình không có bị mất sắc nè. Cái lớp cái ngón này á, là Christine sử dụng bột clear để bảo vệ nó đúng không? Rồi cái
cái ngón này á thì Christine chia sẻ mình sẽ sử dụng sơ một lớp số 2 vô. Đó, mình sẽ dùng sử dụng cái lớp số 2 để bảo vệ cho cái âm rầy của mình nè. Đó, bằng cách là mình sẽ sơ một lớp vào. Đó, mình đợi cho nó khô sau đó mình mới để cái số 3 vô là activator vô nha. Đó, đây là cái cách thứ hai mà mình bảo vệ cái âm rầy của mình ha. Đúng không? Đó. Mình sẽ bảo vệ bằng cách là mình cho một lớp số 2 vô ha. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi cái ngón. Cái ngón này thì là Christine cũng chia sẻ lại là cái cách mà làm âm rầy luôn. Đây. Đó, Christine cũng làm âm rầy, sau đó mình sẽ đi cái âm rầy một chút xíu golden lên ha, nó rất là đẹp. Đó, hai ngón mình sẽ xoay ngược lại với nhau, thấy không? Các bạn thấy không? Mình sẽ xoay ngược lại với nhau. Đó, tùy theo cái độ đậm lợt mà mình thích nè. Đó. Rồi cái ngón này thì mình sẽ đi âm rầy nha. Cũng là đi theo cái dạng cách đó luôn nè. Mình cũng cho cái màu đậm trước nha. Màu đậm nè. Luôn luôn cho màu đậm trước. Rồi, thì xin sẽ đi 70% cái màu đậm ha. Và cho cái 30% cái màu lợt. Các bạn thấy không? 30% cái màu lợt thôi nha. Rồi mình sẽ phủi sạch. Khi mà design những cái ngón âm rầy hay là design cho những cái custom với glitter á, Christine luôn luôn làm từng ngón ha. Đó, để mà chia sẻ với mọi người á, cái cách mà Christine làm deep nè. Cho cái móng dài thì móng ngắn thì dễ rồi ha. Đối với cái móng natural thì mình rất là dễ làm rồi. Mình chỉ cần đi hả cho một lớp bột clear, sau đó mình sẽ đi cái hai lớp màu ha. Nếu mà đối với mà hả mình dip một màu á. Đó, còn nếu mà mình dip âm rầy thì cũng giống như vậy thôi. Còn đối với cái móng dài thì nó hơi khó chút xíu. Đó, mình móng dài như vậy á, mình không có thể nào mà dip nguyên cái ngón tay vào cái ngón tay vào cái hộp được, đúng không? Ha, cái hai lớp đầu tiên là Christine đi cái màu đậm trước nha. Đó, Christine sẽ đi 70% và 30% là cái màu lợt thôi. Các bạn thấy không? Đó, màu lợt là 30% và cái màu đậm là 70% đúng không? Khi mà như vậy á, đến cái lớp cuối cùng nhất á là Christine sẽ đi lại nha. Mình sẽ đổi ngược lại là cái màu lợt á, Christine sẽ cho 60% và cái màu đậm á chỉ là 40% thôi. Đó, để cho hai cái màu nó together ha. Đây là thì hy vọng là sẽ help được cho anh chị khi mà làm cái những cái dip mà hả âm rầy như vậy nè ha. Đó, thấy không, Christine sẽ đi là 40% thôi. Mọi người thấy 40% không? Đó, đây 40% ha. Và mình sẽ nhăn tay và cho cái 60% màu lợt lên. Các bạn thấy không? 40 và 60% ha, cho cái lớp cuối cùng nha. Đó, mình sẽ đợi chút. Thấy không? Khi mà Christine làm xong, các bạn thấy cái âm rầy nó rất là together không? Đó, mặc dù là mình chưa sơn cái gì hết, các bạn thấy không? Đó, màu nó rất là together ha. Rồi, để bảo vệ cho cái này là Christine sẽ sơn một lớp số 2 vô. Đó, cái này là một lớp số 2 nha, để bảo vệ ha. Mình không có cần lót thêm một lớp bột clear nha. Nếu mà các bạn mà thấy không có muốn á. Đó, thì mình sẽ cho một lớp thứ hai vô. Đó, các bạn thấy không? Cái này nó đã gần khô đúng không? Đó, mình sẽ cho cái số 3 vô. Cái này là activator nha. Đó, khi mà cái số 2 khô á, mình sẽ cho cái activator vô. Nhưng mà các bạn phải đợi khô chút xíu ha. Mình mới để cái số 3 vô nha. Đó, mình sẽ cho nó đều vào. Đó, dip ombre dễ thương quá. Đó, thì cái ngón đối với cái ngón cuối cùng á là Christine sẽ chia sẻ cái mà làm kim tuyến ha. Đây là cái kim tuyến mình sẽ sử dụng cái golden, cái golden số 2 ha. Vì cái tông màu của mình á, mình sẽ đi golden ha. Và cái ngón này thì mình có thể là làm theo tùy thích thôi, không sao hết. Đó, mình sẽ làm ombre ha. Đó, mình sẽ cho một chút xíu vào đây. Mình sẽ làm theo cái dạng mà gọi là mobile đó. Đó, mình sẽ tạo cái nền trước ha, tùy cái mình thích thôi.
Rồi mình sẽ sử dụng một chút sáp quai nữa. Sau đó thì mình sẽ phủ cái kem tuyến vô. Đây ha, mình sẽ phủ sạch nè ha. Rồi cho tiếp tục cái lớp thứ hai vô nha. Đó, thay vì thì mình sẽ dùng những cái kia mà làm mobile đúng không? Đó, nhưng mà Christine không có dùng ha, mình sẽ sử dụng những cái gì mình có. Đó, làm liền luôn. Đó, khi mà nó đã ra những cái màu mà mình vừa ý á. Đó, và bây giờ là Christine sẽ apply cái clear lên nha. Đây mình sẽ cho cái clear lên tùy theo cách sắp xếp của mình nè. Mình quét một lớp số 2 lên. Đó, sau đó mình sẽ sử dụng cây cọ mà mình có nè ha. Mình cho những cái kim tuyến lên ha. Lấy nhẹ nhàng thôi, kim tuyến lớn thấy không? Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Đó, tùy theo cách bạn mà sắp xếp những cái kim tuyến nó như thế nào. Nhiều hay ít ha. Dễ thương quá. Thấy không, các bạn thấy không, nó đã ra cái màu mà mình vừa ý đúng không? Han Đức Cao, Han Thi Nguyễn nha. Nếu bỏ số 2 rồi bỏ số 3 liền thì có bị gì không? Nay Đình Nguyễn không có bị, cũng không có bị cái gì hết nha. Cũng không có bị cái gì hết nha. Nhưng mà nhiều khi á, nếu mà mình để sát quá thì cái cây cọ số 3 của mình nó cũng bị cứng nha. Khi mà mình xong như vậy rồi, mình sẽ phủ một lớp bột clear liền nha. Đây mình sẽ múc bột clear lên. Vì có những cái chỗ mà không có kim tuyến á, là nó vẫn còn ha. Mình phủ một lớp bột clear lên. Thấy không? Các bạn thấy không? Thế là cái kim tuyến của mình á, nó đã được giữ nha. Nó đã được giữ nằm im một chỗ nè. Thấy không? Rất là dễ thương và nó không có bị mất shape nha. Nên khi mà mình sơn á, càng lớp càng lên á, thì mình đừng có sơn da tới hai bên quá. Rồi cái này là lớp cuối cùng để mà mình bảo vệ cái kim tuyến của mình nha. Đây ha, mình sẽ cho một lớp bột clear lên nè. Đây là cái lớp bột clear nè ha. Đó, đây là cái lớp cuối cùng để bảo vệ cái kim tuyến của mình có nha. Đó, mọi người thấy không? Khi mà mình xong như vậy mình sẽ hơi đợi lâu một chút xíu. Tại sao? Tại vì để cho nó thấm những cái bột clear vào ha. Đó, nó đủ độ dày cho cái clear như vậy mình sẽ không có tốn thời gian để mà đi thêm một lớp nữa. Bây giờ các bạn thấy không, những cái clear của mình đã được cover nha, đã được bảo vệ. Và cái ngón này khi mà mình xong rồi mình không có cần là cho thêm một lớp số 2 hay gì hết á, vì cái lớp cuối cùng của mình nó được thực hiện trên cái lớp số cái clear nha. Ồ trời đẹp quá. Và mình quay trở lại cái ngón này ha. Hồi nãy là mình để lớp số 2, sau đó mình sẽ đặt lớp số 3 vô. Đó, lúc này thì mình sẽ quét thoải mái và không có sợ là hả cái màu của mình nó bị chạy hay gì hết á. Đó, sau đó mình sẽ dọn dẹp một chút xíu ha. Mình sẽ lấy shape. Vì khi mà mình dip á, nếu mà mình biết cách dip á, mà giữ shape á, thì nó mình sẽ không có tốn thời gian nhiều để mà dụ lại ha. Nó cũng giống như là lúc mà mình làm nó cũng giống như là lúc mà mình làm cho cái bột thôi. Bây giờ mình sẽ dụ shape nha. Khi mà mình thì xin làm cái bộ dài như vậy á, là không có được dưới 10 lớp nha. Hồi nãy là cô xin làm á, tổng cộng nó vừa đúng cái 10 lớp bột nha. Vừa đúng cái 10 lớp nha. Nên là cái khi mà tùy theo cái độ dài nữa. Nếu mà các bạn sơn mỏng á
thì mình sẽ đi thêm 1-2 lớp là 12 lớp. À, tùy theo cái độ dài nha. À, Christine nói là tùy theo cái độ dài nha. Bây giờ là Christine đang làm nó dài như vậy á. À, nên là Christine nói về cái bộ này thôi nha. Còn nếu mà các bạn tùy theo cái độ dài của người khách á, thì mình tùy mình coi cái người khách á muốn mỏng hay muốn dài nữa. Đó, thì mình cho nó là bao nhiêu lớp ha. Mình sẽ khi mà tới đây á, nếu mà nó hơi bị u ở đây á, thì mình sẽ xoay tròn nha. Đó, thì bằng cách nào ha, các bạn thấy không, mình lấy cái dũa là mình xoay tròn đây nè. Đó, nó sẽ làm cho cái độ cong hai bên nó ôm vô, nó tròn đi. Đây là cái bib mà design ha. Các bạn thấy cái màu nó đẹp không? Đây là cái sơn giống như sơn bóng vậy đó. À, còn đây là cái mat ha. À, cái này là hồi nãy là Christine bảo vệ bằng một lớp bột clear ha. Còn cái ngón này thì mình bảo vệ bằng lớp số 2. Nên tùy theo các bạn là mình muốn bảo vệ nó bằng số 2 hay clear cũng được. Nếu mà cái móng mà nó dày quá rồi mình nên cho cái lớp bảo vệ bằng lớp số 2 thôi. À, đừng có đi thêm một lớp bột clear nữa. Đó, biết nó cũng rất là nhiều, mình cũng có thể làm rất là nhiều design ha. Trời dễ thương quá ha, lát nữa là mình sẽ làm giống cái bên này nè. Đó, mình sẽ apply những cái màu dễ thương lên. Hôm nay mình sẽ đi cái màu pink và màu light pink nha. Khi mà các bạn làm á, mình làm cái nền móng á, nó bằng phẳng và mướt rồi đó. Đến khi mà mình apply những cái màu này lên á, nó không có bị gồ ghề và mình không có cần dũa nhiều, đúng không? Đó, mình sẽ tiết kiệm được thời gian và cái bộ móng của mình nó sẽ ra đẹp hơn. Đó, mình không có cần dũa nhiều. Đó, các bạn thấy không, cái số 3 của bên Just Nail á, cái chai Activator khô rất là nhanh ha. Đó, hồi nãy là mình mới sơn lên thôi là nó đã khô rồi ha. Đó, nên rất là dễ làm. Và cái lớp chai số 2 á, mình có thể làm á, hết cái chai luôn mà nó cũng không có bị sao ha. Vì cây cỏ của mình nó được thiết kế là nó rất là dài. Đó, nên là mình có thể lấy được á, cái keo mà ở dưới luôn. Đó, nên là mình không có lo là mình làm được nửa chai thôi là nó đã bị đặc rồi hay là gì đó. Đó, và cái cây cỏ của mình không có lấy được cái keo ha. Trời, kim tuyến xoáng quá ha. Đó, kim tuyến sáng quá. Đó, khi mà mình nó làm vậy á, thấy không, các bạn thấy không, nó không có bóng đi nữa nhưng mà nó vẫn có cái độ sáng ha. Lát nữa là Christine sẽ sơn shiny bằng cái chai top của bên Jasna. Nên là đối với cái bước này á, mình không có sử dụng lại cái chai số 4. Mình không có sử dụng lại cái chai số 4, cái top
cái top dip nha. À, mình sẽ sử dụng cái top coat của Chanel á, nên là về cái bước này là Cuisin sẽ rất là kỹ trên cái mặt móng nha. Vì nếu mà các bạn mà đã quyết định là mình sơn gel á để vô đèn á, thì mình sẽ làm cho cái mặt móng á của người khách đó thực sự phải thực sạch nha. Vì nếu mà cái mặt móng á, mà nó còn cái activator là cái lớp số 3 đó, thường hay là người ta gọi là cái sealer dry á, thì nó sẽ làm cho cái gel của mình nó bị cái gel của mình nó chấp từng miếng nha. Thì cái nói cho nó đơn giản đi, nếu mà chỗ nào mà còn activator á là cái chai số 3 thì chỗ đó nó sẽ bị chấp đó. Còn nếu mà nguyên móng là còn luôn thì nó chấp hết. À, đúng rồi anh Đức Cao, vì cái móng này nó dài quá nên là Cuisin sẽ đầu tư cho nó là 12 lớp luôn để cho nó last long nha. À, thấy không, à, nó phải có cái độ dày đủ cho cái bộ nail nữa. Nếu mà nó mỏng quá đối với cái độ dài như vậy á, thì nó sẽ bị gãy đó. Vì cũng tùy theo cái người khách nữa. Đó, mình sẽ dụ sơ cuticle nha. Okay, just like that. Vì cái mặt móng của mình nó mịn rồi, mình không có cần dụ nhiều ha. Mình chỉ cần dụ hai bên cho nó thẳng da. Đó, dụ lại cái shape thôi và dụ cái cuticle. Các bạn thấy có độ cong không? Đó, độ cong tự nhiên nha. Rồi, thế là mình đã dụ xong nha. À, đối với cái lớp này á, bây giờ mình quyết định sơn chéo, mình sẽ buffer cho nó sao thật là sạch cái mặt móng nha. Đó, mình phải làm sạch cho nó, làm sạch cái activator á, sau đó mình mới sơn chéo được. Các bạn thấy không? Mình sẽ buff cho nó thật sạch nha. Nên là nhiều bạn á, khi mà mình chia sẻ cái cách mà làm cái top á, chắc nail á, thì nhiều bạn bị chắc. Thì các bạn cứ thử lại đi ha, mình sẽ làm cho cái số 3 activator sao cho nó sạch nha. Đó, rồi mình mới sơn cái top lên á, thì bảo đảm các bạn là nó sẽ không có bị cái gì hết á. Còn nếu mà các bạn vẫn còn cái activator ở trên mặt móng á, thì là hả, chắc chắn là cái ngón đó nó sẽ bị chóc nha. Bình thường á hả, nếu mà Cuisin làm cho cái bột á là Cuisin không có bóp nhiều. Nhưng mà đối với cái dip á, trên cái nền dip á mà Cuisin là muốn sử dụng cái top á, thì bắt buộc là hả Cuisin phải bóp sao cho nó thật là kỹ nha. Các bạn thấy không, cái độ bóng hồi nãy là hả Cuisin cố tình á để cái lớp số 2 vô nè, để chia sẻ nè ha. Mình sẽ bóp làm sao cho nó không có còn nữa cái số 3 nữa ha. Mình là phải làm cho cái mặt móng nó thật là sạch. À, như vậy cái gel của mình nó mới last long được cho cái dip á. Đó, giờ hôm nay là bóp khí thế luôn, ra hết sức mà bóp luôn nè. Đó, mình phải bóp sạch sạch nha, sau đó mình mới sơn cái gel của mình nó mới last long được. Rồi mình sẽ phủ sạch. Đó, mình sẽ clean bằng cái cây cọ này nha. Thì á, mình không có nhất thiết là phải rửa tay hay gì hết á, mình có thể là clean bằng cái cây cọ này cũng được. Phủ sạch cái bụi nè. Đó, phủ sạch cái mặt móng luôn.
So pretty. Đây. Đây là cái bộ nail mình sẽ làm giống như vậy nha. Rất là dễ thương nè. Đó, mình sẽ thiết kế hơi khác một chút xíu, mình không nhất thiết là cho nó giống nha. Và hôm nay là mình có sử dụng cái Golden Peach. Đây, đây là cái Golden Peach nha, rất là đẹp. Khi mà mình làm lên là các bạn mới thấy được cái độ bóng nó như thế nào. Máy treo. Ok, kiss me. Khi mà đó mình sẽ sử dụng cái chai bay ha. Đó, đây là cái chai bay sẽ giúp cho cái Golden Peach của mình nó dính nè. Đó, mình sẽ sơn hai ngón cùng một lúc ha. Đây là cái lớp bay ha. Mình sơn cho nó thật là mỏng thôi. Đây là cái chai bay ha. Mình sẽ hơ làm sao cho nó là hả khoảng là hả 15 giây thôi. Mình rút nhẹ sơ qua. Ok, inside. Dạ, inside. Màu đẹp quá mọi người ơi. Rồi mình sẽ quét một lớp mỏng Golden Peach lên cái ngón tay nha. Đây là cái cách này á, cái Golden Peach này á rất là dễ làm trên cái sơn cho silat luôn á. Thì á, nếu mà tiệm nào mà mình xài silat nhiều á, mình có thể là mua những cái Golden Peach này lên. Thực sự ai cũng có thể làm được hết á, sơn treo là làm được hết tại vì nó quá easy đi. Đó. Ok, thấy không? Đó. Rất là dễ ha. Đó, mình chỉ cần lấy một chút nè. Các bạn thấy không? Mình chỉ cần lấy cái cọ nè. Mình nhúng một chút xíu Golden Peach nè. Đó, đây nè ha. Mình nhúng nè. Sau đó mình sẽ cho nó vào đây. Đó, cho nó vào đây ha. Để cho nó không có bị hao nè ha. Sau đó mình sẽ lấy cái cọ của mình nó quét xuống nè. Cho nó đều ra. Trời ơi đẹp quá. Rất là dễ đúng không? Đó, và mình cho tiếp tục cái ngón này nha. Thì ngón này là Christine sẽ làm ombre nè các bạn thấy không? Khi mà làm ombre tùy theo là các bạn muốn nó đi từ đâu đi lên đúng không? Đó, Christine sẽ đi từ cái đầu móng. Đó, và đi ngược lại, mình sẽ kéo ngược lại. Nó sẽ ra cái ombre. Rất là dễ làm đúng không? Thay vì á, mình sẽ bỏ vô bột nhưng mà mình sẽ làm trên cái nền treo luôn, nền silat luôn. Rất là dễ kiếm tiền ha. Thì á, mấy anh chị mà hay làm silat nhiều mình cũng có thể là làm cái theo cái cách này nha. Khi mà mình xong cái này đó mình sẽ phủ bằng hai lớp clear nha. Để bảo vệ cho cái clear đồ của mình á. Đó. Dễ. Đẹp quá. Thấy bóng không? Các bạn thấy bóng không? Đó, rất là bóng ha. Mình sẽ vuốt nhẹ nè. Cho nó giữ xếp lại. Trời ơi, sáng quá ha. Rất là dễ thương ha. Đó, Golden Peach mặt cộng thêm cái ombre nữa. Trời, nó tuyệt đẹp luôn nè. Rất là dễ thương luôn. Đó, rất là dễ thương nha. Đó, rồi mình sẽ cho vào móng. Yes, inside. Mình sẽ bảo vệ nó bằng hai lớp nha. Nhưng mà Christine sẽ sơn mát để mà design nha.
mình sẽ sơn mát design, rồi sau đó là mình sẽ sơn cái size này sau đó, để mà cái cách đó là để bảo vệ cho những cái diamond của mình á, để bảo vệ cái diamond của mình nó last long hơn. Lát nữa là cô xin sẽ chia sẻ với mọi người nha. Rồi mình cho cái mình sẽ sơn cái mát vô để mà mình đính tay mình nha. Vì bây giờ là Christine đính tay mình bằng glue nha, nên là Christine sẽ sơn mình sơn cái mát vô đây nữa ha. Đó, mát đẹp lắm. Cái trang cái nền này á, thì mình sơn size này cũng đẹp, mà mình sơn cho cái mát cũng đẹp ha. Đó, các bạn thấy cái ombre không? Đó, ombre Christine sơn lên ha, nó rất là đẹp nè. Lát nữa là Christine lấy ra thì nó sẽ làm mát, là không có shiny nha, nhưng mà nó vẫn không có kém cái phần quyến rũ, vì cái màu sắc với cộng với những cái mà Christine thiết kế bằng những cái kim tuyến á, nó một phần nào đó nó làm cho cái bộ nail rất là sang rồi. Đó, trời ơi kim tím đẹp quá ha. Đó, mình sẽ vuốt sơ lại cái xếp. Lát nữa là mình sẽ đính kim tuyến xong, đính những cái diamond xong á, là mình sẽ sơn cái top lên nha. Tạm thời bây giờ là mình sẽ cho cái mat. Đó, chủ yếu là Christine show cái chai mat của mình ra cho nó đẹp nè. Be careful. Các bạn thấy cái màu ra rất là đẹp nha. Oh, thank you David Nguyễn. Thank you. Đây là cái design mà Christine đã xong nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ về cái đính đá luôn. Đính đá bằng glue mà mình sẽ thiết kế làm sao cho cái bộ nail nó cũng đơn giản thôi, và nó không có kém phần là sang trọng nè. Đó, bằng những cái màu của Just Nail thì các bạn có thể làm ra rất là nhiều cái bộ design. Đó, màu này thiết kế với màu kia đúng không? Và sau này thì Just Nail sẽ có những cái stick như vậy để mà làm ra những cái design ha. Đó, rất là dễ thương nè. Hai Thảo Mai Trần, hai Hà Thủy. Hà Thúy, so we close the light bit up. Okay. Trời, dễ thương quá ha. Đó, đây là cái mã Christine sơn mát nha. Nó cũng rất là đẹp ha. Ở ngoài rất là đẹp luôn nè. Đó, và đây là sơn bóng nè. Các bạn thấy không? Một cái không shiny và một cái shiny nó cũng rất là đẹp ha. Hai cái nó cũng rất là đẹp luôn. Mình có thể là để cho nó mát, hoặc là mình có thể để cho nó shiny nè. Đó, rất là dễ thương ha. Ôi, dễ thương quá. Đó, và bây giờ là Christine sẽ qua cái phần mà design ha, để làm xong cho cái bộ nail của mình. Đó, mình có sử dụng những cái mà vẫn hay xài thôi. Màu rất là dễ thương ha. David Nguyễn, cái mat này á, thì mình càng chà càng mát nha, nó không hề bận nha. Đó, các bạn thấy không, nó không hề bận nha. Và cái mat này á, thì mình tự tin á, là họ last long tới 4 tuần lận. Đó, cái màu mat nó sẽ last long tới 4 tuần lận, nên là khi mà các bạn xài có thể yên tâm ha. Và cái top coat của mình nó cũng vậy nha. David Nguyễn, tùy theo cái người khách nó như thế nào nha. Nếu mà cái người khách nó cố tình quá, hoặc là có những cái mà màu á, thì nó sẽ cũng bị bận. Không hẳn là không bị, nhưng mà nó sẽ là ngừa tới 90% ha. Và nếu mà nó có bị bận á, thì các bạn có thể là lấy acetone alcohol á, mình chùi nhẹ cái lớp ở trên đi thì nó sẽ không có bị bận nữa. Đó, nó sẽ sạch lại ha, cũng giống như cái top coat mà bên Just Nail á. Thì các bạn nếu mà cảm thấy dơ á, thì mình có thể chùi á, thì nó sẽ ra và nó không có bị mờ nha. Nó không có bị mất cái độ mờ của mình. Trời ơi, dễ thương quá. Và Christine sử dụng cái chai glue bên Just Nail ha, để mà đính đá nè. Ok, here. Đây, cái ngón này, xích.
chỗ dễ thương quá. Ok, mình sẽ thay đổi một chút xíu về cái thiết kế cho cái bộ nail của mình nha. Đó, đây là cái, mọi người thấy rõ không? Thấy rõ ha. Khi mà các bạn chấm bằng glue á, thì đòi hỏi là cái glue của mình nó sẽ khô nhanh nha. Như vậy á, mình mới chấm được những cái hột như vậy, nó sẽ không có bị chảy ha. Đó, nên là cái glue chắc nail rất là khô, rất là nhanh. Đó, mình vừa để xuống thôi là nó đã dính rồi. Đó, nên là mình không có lo là nó bị chảy ha. Hoặc là mình có thể là sử dụng cái gel đính đá để mà đính những cái hộp này nha. Vì cái những cái hộp này nhỏ nên là Christine sử dụng là hạ glue đính nha. Còn nếu mà đối với những cái hộp diamond bự á, thì Christine sử dụng cái gel đính đá. Thì đính những cái đá này thì nó hơi lâu một chút xíu ha. Đó, thì á, cái design, cái quan trọng á, thì nếu mà mình muốn nó đẹp á, thì mình thích tham một chút xíu ha. Đó, thích tham trang trí cho nó chút xíu thì nó sẽ ra cái bộ nail thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, nếu mà mình thích design, còn không thích design thì mình có thể là để như vậy thôi cũng được. Đó, và cũng tùy theo cái người khách nó yêu cầu nữa. Nếu mà người khách nó thích design thì mình design thôi. Thì cô xin thích đính đá, hoa lá khỏe gì đó. Rồi, xong rồi đó. Chúc có phải siêu có nha. Lát nữa là mình sẽ siêu lại bằng cái lớp thấp khuất đó. Lớp thấp khuất của Just Nail nha. Thì như vậy cái bi đó nó sẽ không có bị mất màu. Đó, thứ nhất là nó không có bị mất màu, thứ hai là nó sẽ không có bị rớt ra ngoài nha. Lát nữa là cô xin sẽ chia sẻ cái cách mà hả. Rồi mình dâm lên ha. Dâm lên cho mọi người thấy rõ một chút xíu nè. Đó, tùy theo cái bộ nail của mình mà mình trang trí cho nó nha. Đó, nó sẽ không có theo một cái nào nhất định hết á. Quan trọng là mình thích thì mình cứ làm thôi. Đó, mình phối hợp làm sao cho nó hài hòa với cái màu sắc và cái bộ nail của mình. Trời dễ thương quá. Thì mình sẽ đi thêm cái này nữa. Mình sẽ thay đổi thiết kế một chút xíu ha. Mình không nhất thiết là phải làm cho giống nè. So it's beautiful. Không, những cái viên bi đó thì mình chắc chắn phải để size này nha. Những cái viên bi đó thì mình phải để size này nha. Cái mặt móng á, cái móng, nền móng thì mình có thể để mát thôi đó. Nhưng mà đối với những cái viên bi đó thì mình phải để size này, nó mới đẹp đó. Nếu mà mình để mát thì nó không có đẹp lắm nha. Trời dễ thương quá ha. Đây, thế là mình đã xong cái cho cái ngón này nè. À, mình tiếp tục đi cho cái ngón chính giữa ha. À, mình sẽ đi viên bi nó ngay chính giữa luôn. Đây là cái thiết kế tùy theo mà các bạn sắp xếp ha. Thì cái design của Christine thì nó hơi tốn thời gian chút xíu, nhưng mà thì nó khi mà ra thì nó rất là dễ thương ha. À, vì cái màu hồng nó dễ thương sẵn rồi.
Bị đứng nữa rồi. À, mọi người thấy rõ không? Quay lại nha. À, Christine zoom cho nó gần chút xíu ha. À, thì những cái viên bi này thì mình sẽ từ từ mình chấm lên. Trời, nó khô nhanh quá. À, nó không có được bằng rồi, mình sẽ lấy ra nha. À, các bạn thấy cái glue nó dính rất là chắc không? Đó, rất là chắc ha. Đó, mình phải lấy cái kìm mình mới nảy nó ra được. Mình tập mình chăm chú gắn đá quá. Thì cái đường viền vậy mình sẽ cho nó hai lớp nha, thay vì mình để cho nó cái thai mình á thì mình sẽ đi hai lớp để cho nó không có bị thô quá. Nếu mà phần chính giữa mà mình cho cái đai mình vô á, thì một phần á, lát nữa mình sẽ thấy nó giống như là hả, nó giống như là nó bị thô quá, nhìn nó không có đẹp. Đúng rồi David Nguyễn nha, mình để cái mét vô để cái glue dễ bám hơn. Đó. Còn nếu mà các bạn để size thì nó cũng bám, nhưng mà đối với cái những cái viên bi nhỏ này á thì mình cần nó nhanh ha, vì cái hột nó nhỏ rồi mình pick nó nhiều á, nếu mà mình sử dụng cái size này á thì mình gắn thì nó sẽ hơi lâu hơn á, nên là mình sẽ sử dụng cái mát để cho cái glue mình nó bám hơn ha. Và cũng tùy cái mát nữa, nhiều cái loại mát là nó sẽ không có together với cái glue, nó không có ăn á. Nhưng mà cái mát của bên Chanel á là nó rất là tốt, và nó có nó với cái glue quá rất là hợp với nhau đó, nên là nó có thể là đi chung với nhau, bộ đôi hoàn hảo luôn nè. Trời ơi dễ thương quá ha. Đẹp quá đi. À, vô mình sẽ cho cái hai viên đá mình nhỏ vào đây, vào phần chính giữa nha. Đông đông. Để nó ngay vào chính giữa đây. Dễ thương quá. Rồi mình phải kết thúc bằng hai cái stud nha. So pretty.
dễ thương quá ha. Rồi mình đã xong cái ngón này ha. Đó, có hai ngón rồi đó. Rồi mình sẽ đi cái phần cuticle nha. Dễ thương quá. Ok. Rồi mình sẽ cho nó giống bên kia luôn. Cho một viên nữa vào đây nha. Rồi, thương quá. Và cái ngón cái này thì mình sẽ design cho nó hơi đơn giản chút thôi ha. Đó, vì nó đã có kim tuyến rồi nên mình sẽ không có cần design cho nó thật là nhiều. Đó, mình chỉ cần đi cho sơn đơn giản thôi. Mình sẽ cho một cái khung viền đây. Đơn giản đúng không? Đó, sau đó mình sẽ viền một chút xíu kim diamond. You don't need to get it. Mình sẽ cho diamond nha. Đây mình sẽ bọc xung quanh ha. Wow, ok. Đó, thế là mình đã xong cái ngón này ha. Mình sẽ cho hai cái màu vô vô hai bên. Đó. Để tăng thêm cái phần sống động. Rất là dễ thương ha.
Rồi, đó, mình đã xong cho cái phần design ha. Đó, bây giờ là mình sẽ cho cái top size này lên nè. Thank you Bùi, hello Bùi. Đó, hi mọi người. Bây giờ là mình sẽ cho cái size này một lần nữa lên nha. Đây ha. Đó, tại sao Christine chọn một phần nào đó, mình chọn cái sơn cái size này sau cùng nè. Đó. Đó, đây cũng là một cái mẹo nè ha. Khi mà mình sơn cái lớp top cuối cùng á, các bạn thấy không, Christine dùng cái cây cọ của mình á, đó, mình sẽ đẩy những cái top coat của mình vào những cái khe của stick á. Đó, như vậy á, mình không có cần seal lại nữa. Các bạn thấy không? Đó, là nó sẽ hép cho mình á, những cái stick của mình nó last long nè. Đó, mình không có cần seal lại nữa, nó cũng last long nha. Đó, không có những cái màu gold này á, nếu mà mình không có làm kỹ á, một là nó sẽ bị bay màu, hai á, là nó không có được last long ha. Đó, khi mà mình làm mình sơn lên nè ha, vì những cái này á mình có thể sơn lên được nè. Đó, mình sẽ sơn lên để cho bảo vệ cái mặt móng cho những cái stick của mình ha, nó không có bị mất màu. Thường những cái này á, nó hay bị mất màu lắm. Đó, nên khi làm á, cái lớp cuối cùng á, mình sơn cho nó khéo vào. Đó, mình sẽ bọc xung quanh, thấy không? Đó, nếu mà mình không có những cái như vậy á, thì cái design của mình á, những cái hộp của mình như vậy á, nó rất là dễ xúc nè. Mọi người thấy không? Đó, hy vọng thì help được các bạn ha. Khi mà làm những cái design này đừng có lo lắng, không sao cả. Đó, cái nào mình cũng có cách giải quyết hết. Nhút lại thật nhẹ. Be careful, ok. Yes. Đó, thấy không? Đây mình sẽ đẩy ha. Mình sẽ đẩy cái top coat của mình lên đây là hơi nhiều chút để chạy vô những cái khe á. Đó, nó sẽ hép cho cái diamond của mình nó last long hơn. Đó. Và đây cũng vậy ha. Nên khi mà mình có những cái này mình không có cần seal lại cũng được nha. Đó, mình không có cần seal lại những cái hộp cũng được nữa. Ok, mình sẽ vuốt lại cho nó cái shape không có bị mất nha. Đúng rồi, siêu như vậy là last long luôn á, lát được cả tháng luôn. David Nguyễn thử đi. Nhưng mà quan trọng á là cái glue khi mà Christine dán á, đó, thì nó phải last long nha. Giống như cái keo hiện tại là Christine làm á, Christine tự tin với cái sản phẩm của Just Nail, đúng không? Đó, tại vì hiện tại là Christine đang dùng cái sản phẩm của Just Nail mà. Nên là tùy theo và các bạn sử dụng cái sản phẩm nào nha. Hello chị ơi, em nghe. Được chị Alex, có gì không chị, em đang làm live đó. Ok chị, dạ. Dạ. Ok, bye chị, bye. Ok, cái bên này thì mình sẽ sơn lại một lớp top nha. Đó. Đó, mình cũng siêu theo cách này nha. Đó, vì hồi nãy là cái người khách đó, nó để vô cái hũ bột á, nên là mình sẽ sơn lại cho nó bóng hơn để mà chụp hình. Thấy không, mình seal lên luôn đối với những cái stick nha, còn cái diamond á mình không có cần đâu. À,
David Nguyễn lên website check giùm Christine nha. Đó, lên website check giùm Christine nha. Thì nếu mà các bạn mà không có gắn bằng glue, mình gắn bằng treo đính đá nha. Mình có thể chọn một trong hai tùy theo cái design. Đó, inside, yes. So this one the light turn on before. Yes, oh, okay. Wow, so pretty. No heavy huh? À, cái dip này á thì mình làm trên cái nền móng dài này á, nhưng mà cái người khách của mình nó cũng không có cảm thấy là bị nặng ha. À, vì dip rất là nhẹ, tuy là nó dài như vậy thôi. À, nhưng mà cái người khách đó là nó không có cảm giác là bị nặng nề hay gì hết á, rất là thoải mái ha. Cái này dip mà giống như đắp như vậy đó. Nó rất là đủ cái độ dày đó, vì các người khách thì nó muốn tùy theo, nên á họ sẽ mới nói là tùy theo cái người khách nó yêu cầu nữa nha. Đó, thế là mình đã xong rồi đấy, mình đã xong cái bộ nail dip nha. Đó, cái này là Christine sử dụng dip nha. Không biết nữa. À, khi mà mình xong cái lớp cuối cùng á, thì mình phải để cho nó 1 phút nha. À, mình để cho cái top coat của mình nó 1 phút nha. À, như vậy thì nó sẽ đủ cái độ last long hơn. It's dry, yeah, khô rồi nha. Đó, chỉ cần 1 phút thôi. Rồi mình sẽ để dầu vào. The oil, the oil. Ok, kiếm cái chai số 5. Hi Lucy, hi Nelly. Which one? This one? À, bây giờ là cái bộ nail của mình đã hoàn chỉnh nha. Màu đẹp quá các bạn ơi. Đó, màu rất là dễ thương nha. Màu rất là đẹp. Đó. Rồi, bây giờ là mình sẽ chụp hình cho các bạn thấy ha. À, Tracy ơi, sẽ chia sẻ cái chụp hình này. Đây là cái bộ nail mình đã hoàn chỉnh ha. Ok, just relax. Let's... Ok, kêu Alex vô dùng cái giúp chị chụp hình. Ok, close your hand. Ok, like this. Ok, cool like this, ok. Đó, đây là cái bộ nail mình đã xong nha. Đó, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Đó, mình sẽ lấy cái camera xuống. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá các bạn. Đó, rồi các bạn có thể là vào cái website mình order nha. À, những cái sản phẩm mà hả Christine hồi nãy sử dụng á, là có cái màu Golden Peach ha, GTA ha, và cái màu Golden ha, Clear Golden. À, mình có thể là sử dụng trên cái nền silat luôn, hoặc là bột. Rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Thank you rất là nhiều. Bye bye.